Mùa xuân đã tới, nếu bạn muốn có một chuyến đi chơi tại Las Vegas, bạn không phải lái xe mệt mỏi và hãy để dành sức để chiến thắng và vui chơi tại Las Vegas. Hãy gọi cho chúng tôi tại số 1-323-715-6328 để đặt vé đi xe bus. Giá chỉ có $40 cho một chiều và $70 cho khứ hồi. Chúng tôi đón khách ở Little Sài Gòn tại chợ ABC, góc Bosa và Magnolia, Los Angeles tại đường Sunset ở Chinatown. Xe bus nhỏ và thoải mái như trong gia đình. Mỗi tuần thứ sáu một chuyến, thứ bảy 4 chuyến và chủ nhật 4 chuyến. Nơi đến là sòng bài Gold Coast Casino. Hãy gọi cho chúng tôi tại số 1-323-715-6328 để đặt vé đi xe bus hoặc vào website victorylineexpress.com để biết thêm chi tiết. Xin thành thật cảm ơn.